Xin chào bạn và chào các bạn đã quay trở lại với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Bé gái lùi cúi nhặt bóng dưới nước, chó nhà hành xử bất ngờ. Đoạn video được người thân của một cô bé ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội cách đây gần 2 năm và nhanh chóng trở nên viral vì độ đáng yêu siêu cấp của hai nhân vật trong video. Một cô bé khoảng 3 tuổi đang chơi bóng trên bờ sông. Quả bóng bị rơi xuống nước và theo phản xạ, cô bé đã đi ra sát mép nước để lấy quả bóng lên. Thế nhưng, đoán được chủ nhân của mình đang định làm gì, chú chó béc dê đã nhanh chóng ngoạm lấy váy của cô bé và kéo ngược trở lại đằng sau, giúp cho cô bé không bị rơi vào tình thế nguy hiểm là có thể bị ngã xuống nước. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, đã giúp sen nhỏ thì giúp cho chót. Sau khi đảm bảo rằng cô chủ nhỏ đã an toàn trên bờ, chú chó lại tiếp tục xuống nước, ngoạm lấy quả bóng và đem lên bờ trả cho cô bé. Nhiều cư dân mạng chia sẻ đoạn clip khiến họ cảm thấy rất ấm lòng và cảm động vì tình bạn giữa cô bé và một người bạn bốn chân của mình cũng nhận được sự tận tụy, thông minh tuyệt vời của chú chó. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bên cạnh mục đích tốt đẹp của đoạn video thì cũng cần lưu ý hơn về một vấn đề, đó chính là lựa chọn nơi vui chơi của trẻ nhỏ cho hợp lý. Việc người thân của cô bé cho con em mình ra một nơi gần sông nước như vậy để chơi đùa là hành động rất nguy hiểm. Nếu không có chú chó này, và chỉ cần lơ là trong phút giây thôi, cô bé có thể ngã xuống nước mà không thể cứu được. Chào mừng các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và TSM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link của bản tin này ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi TSM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức của trong ngày.